Hello các bạn, lại quay trở lại video. Và đây là cây thanh long. Tất cả đủ loại cây luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy là biết rồi đấy. Cám thì rất là thơm luôn. Và đây là khung cảnh của cửa. Nhưng cửa lại bị khóa rồi. Đây, đây là kho. Mùi rất là thơm luôn. Và đây. Đi ra đây. Ui da. Đây là một quả bóng. Tôi đã cầm bay luôn quả bóng. Đây chỉ là một cái cây. Bố ơi, chặt cây dứa này đi. Quay thuyền chuồn luôn.